Xin chào tất cả các anh chị cô chú đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Thì hôm nay đó nha, thì em ghé lại ngay chỗ địa điểm mà lẩu bò lý còn bãi đó cái nhà. Hôm trước em cũng có quay cho cả nhà một cái video về cái địa điểm này, thì hôm nay quay lại để xem thử tình hình anh buôn bán ra sao, cũng như là quay lại cho cả nhà những cái món ẩm thực về bò khá là hấp dẫn nha cả nhà. Wow. Ồ, đây là lòng không anh? Heo, bùi, lòng heo non này cả nhà. Heo non đúng không? Rồi, bò. Đầu bò. Còn đây là? Đây là bị bán hết một cách rồi. À, lá sách hả anh? Đó là thanh long. À, thanh long hả? Ờ, anh giới thiệu qua luôn cho cả nhà nè. Thanh long là thanh long ngon nha, thanh long dày á. À, dạ hả anh? Dạ. Ồ, hấp dẫn lắm nha. Đây nữa cả nhà, cái này là lưỡi cho cả nhà. Còn cái này là? Lưỡi luôn. Lưỡi luôn. Còn cái này là bò ba rọi à? Bò. Dạ. Ồ, đặc biệt là mình ấn tượng cái đuôi bò này cái nhà. Ui, cái nhà nhìn thấy không? Ui, có đuôi bò dài lắm. Ồ, đuôi bò đó, hấp dẫn không? Nhìn từ xa đó cái nhà, khá là ấn tượng nha. Đây. Còn cái này là ở dưới nè. Đây đậu hũ nè cái nhà, mình thấy đậu hũ nè. Còn cái đây là củ khoai nè, rau. Khoai môn. Ôi anh nhìn khá là hấp dẫn cái nhà ơi. Dạ. Còn cái kia là cái gì anh nè? Cái đó là tàu hút cây bỏ lẩu. À, tàu hút cây à. Dạ. Đặc biệt là cái nồi đây, cái địa chỉ nè cái nhà. Nửa tháng nữa là bán bơ thua luôn. À, 350 đường số 1 này, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân này cái nhà. Ở trong, ở không gian ở trong nè. Ồ, ấy bữa nữa là bán bê thui luôn hả anh? Hai tuần nữa là bán bê thui luôn, đang mở rộng bán luôn. À, đang mở rộng là mình bán bê thui luôn hả? Dạ. Ôi nhìn ấn tượng lắm đó nha, nhìn cái tủ ấn tượng lắm. Đây, nhìn từ xa này cái nhà nhìn thấy không? Đây là khu dân cư phường Bình Hưng Hòa đó cả nhà. Khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Nha cả nhà. Ở đây là đường số 1. Ôi, nhìn từ xa này. Thì ẩm thực đường phố Sài Gòn, lang thang Sài Gòn thì Cuộc Sống Sài Gòn TV mình sẽ quay lại những địa điểm ẩm thực mình đã quay cho cả nhà này. Nhìn anh làm đây, làm lẩu cho khách hả? Đây người ta tiêu thư. À, đậu hũ à. Lẩu thì giá 150-200. À, lẩu là tùy giá nha cả nhà. Cả nhà ăn như thế nào đó là, nhưng mà từ 150-200. Ấn tượng lắm. Lẩu là tự chọn luôn. À, lẩu tự chọn luôn. Đặc biệt là à, cái này là đậu hũ không, mình múc nước cho mình xúc mình đổ vô thôi hả? Ôi. À, cái này là chiêu thêm nha. Đây cái nồi súp nè. Nồi nước súp khổng lồ. Ngày là bán 3 nồi này. 3 nồi ngày á hả? Ngày 3 nồi này luôn à? À, một buổi chiều tối là anh bán 3 cái nồi này luôn nha. Ôi, cái này ấn tượng không? Trong quán của anh nè thì mọi người đến thưởng thức cũng khá là đông nha cả nhà. Hôm bữa mình cũng có thưởng thức món lẩu này rồi, thì hôm nay quay lại để ghi nhận lại thêm tình hình anh buôn bán là sao. 150-200 anh. 200 đi. Một cắm hay sao anh ơi? Một cắm đầy đủ anh. Không. Lấy đuôi với mèo. Mèo đây ông bên trong con. Đuôi mèo lưỡi đi, đuôi mèo lưỡi sẽ rồi. Đuôi mèo lưỡi nha. Đi anh ơi, cắm luôn anh ơi. Cho anh vô mua một cái lẩu tập cẩm cho cả nhà. Nếu cái dịp á, cả nhà anh chị em nào ở khu vực phường Bình Hưng Hòa B này thì đi vào khu dân cư phường Bình Hưng Hòa này cả nhà. Đây là cái chỗ nào rồi, thấy khá là hấp dẫn nha. Lẩu à. Đó, 100 kg nè. Dạ. 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 À, đó là lòng anh ha.
phèo. Thập cẩm à, phèo. Trời này rất là ngon, trời bột này rất là bao nhiêu đó anh? 200 mà. 200 đó anh đang làm cái này. Và đuôi bò. Em làm chứ năm nay. Làm được đây, cắm 200 đây. Rồi, khá ấn tượng không? Rồi, để có thể vừa nào mang em đi cùng buổi cà phê. Rồi, được. Ui, nồi nước súp khổng lồ nè. Anh nói là bán một buổi tối là ba nồi nè, cái nhà. Ở dưới đó là có gì không anh? Không có gì hết à, à mình nấu sẵn ấy thôi phải không? Mình nấu thầm thịt thịt rớt hết, không hết rồi. À, mình nấu ấy thôi anh. Dạ. Đây, phần lẩu 200 ngàn nè cái nhà. Bao gồm mà đây rồi rau nè. Qua wow, hai anh khách. Thì khách tới mua nữa rồi nha. Đây anh ạ. Lưỡi, cuôi, tim, tim. Hôm nay là ấp ấp ba. Này tự chọn nha cái nhà muốn ăn món gì thì nói là anh sẽ cắt ra thôi, khá là ấn tượng đấy. Đó, đây là đuổi. Không phải riêng đầu bò, không có bò nướng này, sườn nướng này. Cái bữa đó có bò sườn nướng nữa hả? Bò nướng nữa hả? Bán được bò nướng, ôi, sườn nướng, bữa. Bò nướng tại bàn luôn. Bữa nào mình sẽ... Không phải là chiên lẩu không? À, không phải là chiên lẩu không nha cái nhà. Ít bữa nó nói là anh nói là anh khai trương thêm bê thui nữa. Bữa nào mình sẽ ra mình quay bê thui cho các bạn xem. Đọc kêu mỗi bò thôi. Dạ. Đọc kêu là hồi bò không ảnh ra đâu. À. Đọc kêu mỗi bò thôi anh. À, nó làm cái gì là nó ra cho đó. À. Mình làm bê thui đó nên là hồi bò không ảnh ra. Dạ. Em làm bê thui luôn mà. Đây. Đồ. Hấp dẫn. Làm gì anh luộc hả? À, cái này là luộc. Bên kia, à. Nhìn khá là ấn tượng cái nhà. Hồi cái đuôi nè, mới cắt xong cái đuôi đó. Nhìn hấp dẫn lắm. Nên mình quay lại cho cái nhà để cái nhà nếu có dịp đi ngang qua khu vực khu dân cư đường số 1 đó nha. Khu dân cư Vĩnh Lộc á, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân á thì có thể là ghé ủng hộ anh nha. Ủng hộ quán. Đó là 350 đường số 1 khu dân cư Vĩnh Lộc nha cái nhà. Lỏng bò lý coi 7. Ôi, đó anh mới vừa nói đó. Vào đó ấn tượng lắm. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh hả? Từ 3 giờ chiều. Từ 3 giờ chiều đến khuya phải không? 3 giờ chiều đến 11 giờ. À, đến 11 giờ khuya, 3 giờ chiều đến 11 giờ khuya. Đấy là gì anh? Bỏ chung vô cái đó luộc luôn. Luộc luôn tôm hoa nên, luộc là chua, chua. Thấy khỏe không? Anh làm lẩu tập cẩm cho khách này. Đây là bò. Bò của anh? Cái đó là gì anh? Gân bò trong. Mình là thường có quán mình là thường có bao nhiêu món anh của bò này để mình chế biến á.
quán là khoảng 20 mấy món bò đó. À 20 mấy món bò hả? Cứ 20 mấy món bò như vậy. Ai? Nói chung là ẩm thực về bò. Có quá mời đi xuất quân, mời đứa đi xong không? Anh đang làm cái lẩu thập cẩm cho khách ở trong ngồi thưởng thức ở trong nữa nha. Đây là món luộc của khách mang về. Đó anh cứ căn ký thôi, ai mua gì bao nhiêu là căn ký thôi. Đặc biệt là con dao chặt cái đuôi bò. Cái là mang gấp đôi liền nha cả nhà. Đây nha cả nhà, đây là cái lẩu nè, cái lẩu nè. Múc để múc vừa được cách này nha cả nhà. Đậu kê bỏ vô. Đậu kê. Thế là vô cùng rau nữa là xong rồi. Ôi, hấp dẫn rồi nha.